kỹ thuật giao tiếp giữa hai vợ chồng, sử dụng tin nhắn như thế nào cho đúng cách. Thì cái podcast tuần này sẽ nằm trong cái playlist là Vì một hôn nhân hạnh phúc ha. Các bạn nhớ tên các playlist trong kênh Lina hết chưa nào? Mỗi playlist sẽ là một cái dạng chủ đề khác nhau. Và cái playlist Vì một hôn nhân hạnh phúc sẽ là các bài podcast mà tôi sẽ phân tích và chỉ dẫn các giúp các bạn một số vấn đề chung trong hôn nhân để các bạn tập chỉnh sửa suy nghĩ và hành động để đem đến một số cái thói quen tốt hơn cho cái mối quan hệ vợ chồng và cái cuộc sống gia đình chung của bạn. Thì cái podcast hôm nay sẽ dành để trao đổi một góc nhỏ về cái chuyện kỹ thuật giao tiếp giữa hai vợ chồng. Thì giao tiếp là một cái vấn đề quan trọng. Bởi đó là cái kênh truyền thông tin giữa hai vợ chồng. Nó giống như là cái mạch máu liên kết giữa các bộ phận trong cái cơ thể hôn nhân vậy. Thì nói về chuyện giao tiếp giữa hai vợ chồng á, thì có rất là nhiều vấn đề ha. Không thể nào nói ngắn gọn trong một vài podcast được. Thì hôm nay tôi chỉ chọn rập ra một cái góc nhỏ thôi để bàn bạc thôi ha. Đó là chuyện tin nhắn và cái cách sử dụng tin nhắn như thế nào cho đúng. Thì chủ đề này đã có lần tôi viết một cái bài trong group trong nhóm giúp nhau hạnh phúc rồi, nhưng hôm qua lại có một vài chuyện khiến tôi nhớ lại cái đề tài này, và vì vậy là tôi muốn lôi ra làm podcast để các bạn độc giả đông đảo khác của kênh Lina cùng nghe và cùng biết luôn. À mà theo thủ tục thì tôi giới thiệu lại một chút về bản thân cho những bạn nào mới đến kênh này thì làm quen với nhau một tí ha. Tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ chương trình Hồi sinh hạnh phúc, liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình lần đầu tiên được đưa về Việt Nam theo cái mô hình liệu trình tâm lý đã được triển khai thực tế tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với cái cam kết là giải cứu khủng hoảng hôn nhân trong vòng 4 tuần dành cho những ai đang gặp phải những cái vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với cái khả năng ly hôn vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc. Thì ngoài các liệu trình hồi sinh hạnh phúc chính thì tôi cũng thực hiện những chương trình hỗ trợ tâm lý miễn phí tại group giúp nhau hạnh phúc, cũng là tác giả hay là của các cuốn sách và webblast và các chủ đề hôn nhân gia đình. Thì sách và webblast đều miễn phí thì bạn có thể tham khảo đường link của group hay là đăng ký nhận sách hay tham gia các webblast của tôi, thì link tôi để ngay bên dưới cái podcast này ha, hay có thể tìm đọc ngay tại trang chủ của website hồisinhhạnhphuc.com. Thì tôi cũng thường xuyên đăng tải các podcast phân tích về những cái vấn đề thường gặp trong đời sống hôn nhân tại kênh này. Nếu bạn quan tâm đến cái những thông tin dạng này thì nhớ bấm nút đăng ký kênh và nhớ bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể nhận được những cập nhật mới nhất từ kênh ha. Thì quay trở lại với chủ đề của podcast ngày hôm nay, chuyện giao tiếp thông tin thông qua tin nhắn giữa hai vợ chồng. Thì tôi có một chút lý giải trước về lý do tại sao tôi lại phát sinh ra cái việc làm podcast về cái chủ đề này. Đó là bởi vì trong công việc tiếp xúc với các bạn gặp trục trặc hôn nhân tìm đến Hội Sinh Hạnh Phúc nhờ tư vấn á, thì tôi gặp rất là nhiều trường hợp, đặc biệt là các bạn nữ, cứ khi gặp cái chuyện gì đó thấy khó chịu và cần trao đổi với chồng. Ví dụ như là một số chuyện không vừa ý nho nhỏ thôi, như là sao chồng đón con trẻ vậy, sao chồng không về ăn cơm mà không nói, hay đến một chuyện lớn hơn là phát hiện chồng nói dối một cái chuyện gì đó, hay là chuyện lằng nhằng không rõ ràng trong có cái mối quan hệ bạn bè. Chẳng hạn như là bạn gái cũ vẫn liên lạc mà chồng cứ bơ đi, không chặn, không lóc Facebook, Zalo gì lại đó hết ha. Hay là chuyện tiền bạc nó không rõ ràng, không minh bạch, hay là chuyện thái độ cư xử với bên nọ bên kia. Thậm chí là những cái chuyện chính bạn đó gây ra với mẹ chồng, với chị em nhà chồng, hay là khó ưa một bạn nào đó của ông chồng đi cũng vậy nữa. Cũng cứ có vài chuyện kiểu vậy là các bạn cứ hay sử dụng cái phương pháp nhắn tin, xả một cái tràn dài bực bội đó qua cho chồng ha. Ngay cả các bạn học viên của liệu trình Hồi Sinh Hạnh Phúc tôi cũng thấy vậy, là có những tình huống cần xử lý mà các bạn bối rối cần được hướng dẫn, hay là các bạn kể cho tôi nghe và sau khi là được tôi hướng dẫn chi tiết là em nên nói như thế này, em nên truyền đạt như thế này ra sao, em nên gì dạy vậy ha. Thế là các bạn hay mừng rỡ nói, trời ơi chị nói có lý quá, thì để em copy cái ý chị dặn lại rồi em nhắn qua cho ông. Đó. Mà rất nhiều bạn như vậy luôn á, nghe riết mà tính nổi tôi phải thốt lên là, ủa tại sao các em cứ hay thích dùng cái phương pháp nhắn tin quá vậy? Tại sao không dùng lời nói trực tiếp, nó có phải là hay hơn không? Sẽ có rất là nhiều trường hợp, đặc biệt là trong việc diễn tả những cái vấn đề nhạy cảm liên quan đến cái cảm xúc không tốt của bên này sang bên kia, thì cái việc sử dụng tin nhắn nó sẽ gây ra rất nhiều cái tác hại rất lớn luôn á. Thì để tôi kể ra ở đây hai cái ví dụ cho các bạn nghe ha. Một là cái trường hợp mới ngày hôm qua đây thôi. Và đây là lý do mà hôm nay tôi nhớ ra cái chủ đề này mà lôi lên làm podcast là vì vậy. Thì tôi tiếp nhận tư vấn của một bạn nam. Bạn bị giằng xé giữa cái quyết định ly hôn hay không ly hôn với cái người vợ mà bạn đã kết hôn 5 năm và có hai đứa con. Bạn bảo là rất thương hai con còn rất là nhỏ, đứa sau chưa được 1 tuổi nữa.
Bạn không muốn ly hôn nhưng mà tâm trạng quá ức chế và ám ảnh với những cái cách hành xử của vợ. Thì lúc mới nói chuyện thì tôi có hỏi về mặt nghề nghiệp, tuổi tác, thời gian yêu nhau và những cái điều kiện gia đình. Thì nói thật là tôi chưa nhìn thấy cái nguồn cơn vấn đề lớn nó nằm ở đâu. Nên nghe cái đoạn mà thời gian kết hôn 5 năm thì ban đầu tôi cũng nghĩ chắc là thuộc dạng khủng hoảng hôn nhân giai đoạn khó ở 3 đến 5 năm giống như là khá nhiều cặp đôi khác thôi. Nhưng mà đến khi bạn gửi cho tôi hình ảnh có một loạt tin nhắn mà vợ bạn gửi cho bạn á, trời ơi, nói thật là không thể tưởng tượng nổi một người vợ thuộc loại cũng có ăn, có học, cũng đi làm, cũng có nghề, có nghiệp mà chửi chồng không sót một cái từ ngữ gì hết. Không phải chỉ là nói chuyện xưng hô mày tao kiểu tao không chịu được cái bản mặt mày, hay là mày cút đi hay mày chết đi cha tao nhờ ha. Mà bạn đó còn dùng những cái từ nặng nề kiểu là đồ súc sinh, đồ chó đẻ, đủ combo không sót cái câu chửi gì hết. Thì bản thân tôi dù nói thật là tôi cũng hơi choáng đó, nhưng mà với vị trí tư vấn của mình thì tôi cũng phải luôn đánh giá mọi vấn đề trên cái góc nhìn công tâm và công bằng. Nên tất nhiên là cũng giải thích với các bạn chồng kia rằng là à, chị biết giữa hai em cũng phải có những cái vấn đề gì đó, nó cũng phải có nguồn cơn gốc rễ gì đó thì cô ta mới có tức giận kiểu khùng lên như vậy nữa. Được, tôi thậm chí là còn hỏi thử là em có nghĩ là cô ấy bị trầm cảm sau sinh không? Thì bạn chồng có giải thích cho tôi cái vụ việc A, vụ việc B, vụ việc C gì đó. Thì nói chung là tôi không đi sâu vô nguồn cơn tại sao những cái mâu thuẫn trước đó của hai bạn xảy ra ha. Mà vấn đề ở đây động lại là bạn chồng. Dù về mặt lý trí biết rằng là mọi chuyện đều có cái lỗi của cả hai, nhưng mà anh ta bị ám ảnh bởi những cái lời của vợ trong các tin nhắn đó. Anh bảo đã 3 lần nộp đơn ly hôn nhưng mà vợ lại năn nỉ xin lỗi hứa hẹn là không có dậy nữa rồi nọ kia gì vậy đó. Vợ bảo vẫn còn thương, vẫn còn gì tùm lum. Thế là anh mềm lòng rút đơn quay về. Nhưng rồi việc thì lại cứ lặp lại. Rồi có một cái chút gì đó chuyện không vui là cô tấn công chồng bằng một loạt những lời như vậy qua tin nhắn. Thế chồng bực quá chặn điện thoại lại là cô gửi qua email cô chửi tiếp. Mà bạn biết cái cô chửi lần này thế là lại làm cho anh nhắc lại, anh lục lại cái đống tin nhắn chửi lúc trước nữa đó. Thế là cuối cùng là dù không muốn ly hôn để không phải khổ, nhưng mà bản thân anh không biết làm cách nào để xóa đi cái nỗi ám ảnh về những cái từ ngữ mà vợ đã văng ra với mình trước đó hết á. Anh bạn đó bảo là giờ dù đã rút đơn ly hôn nhưng mà cứ mở điện thoại ra để giao tiếp gì đó với vợ là lại thấy cái nỗi ám ảnh nó xuất hiện lại. Thế là mọi giao tiếp bị cắt ngang và cái cảm xúc với vợ nó không có tài nào hồi phục được hết á. Anh mới hỏi Lina là chị nghĩ là em liệu có thể sống tiếp được nổi hay không? Liệu có cái gì đó có thể là giống như xóa được không? Thì nói thật là tôi cũng cảm thấy rất là khó cho cái trường hợp như vậy ha. Rồi, một vụ thứ hai nha. Một cô gái trẻ lấy chồng về sống ở nhà chồng. Thì cưới nhau lúc còn non nớt tuổi đời lại thiếu cái kinh nghiệm sống, nên hai vợ chồng cũng có những cái chuyện nói qua nói lại. Thì việc này thì cái cặp vợ chồng trẻ giai đoạn dưới một năm là chắc chắn là sẽ có, đúng không nè? Rồi cũng thêm cái giai đoạn bầu bì cũng mệt mỏi, rồi lại phải đối mặt với những cái lời răn dạy rồi chỉ bảo hay là chê bai gì đó của mẹ chồng. Thế là cô bị ức chế và hai vợ chồng bùng lên cãi nhau. Thế là cô bé này ôm bụng bầu bỏ nhà chồng ra đi và quăng lại mấy câu tin nhắn kiểu tôi không bao giờ quay về cái nhà này nữa ha, tôi đến chết cũng không tha thứ cho mẹ của anh. Đó. Thì xui một cái là cái anh chồng trẻ này nè, khi không biết giải thích với gia đình mình thế nào về cái chuyện vợ chồng lục đục và vợ bỏ đi, thì mới đem mấy cái tin nhắn kia ra cho người nhà bên mình coi. Thì bình thường thôi thì bạn cũng hiểu là tâm lý của người mẹ anh ta ra sao khi đọc cái lời của con dâu nói về mình kiểu vậy rồi, đúng không? Thì đằng này là gia đình ông bà đó cũng trí thức, cũng có địa vị xã hội, trước nay bao nhiêu người trọng vọng, thì vốn cũng tự hào về cái thằng con trai ngon lành xịn mịn của mình lắm. Mà giờ tự nhiên thấy đứa con dâu mới chân ướt chân ráo về ở trong cái nhà của mình lo lắng thu xếp từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn cho nó, mãi giờ nó chửi con mình vậy, rồi nó chửi luôn mình vậy đó, thì thử nghĩ xem là suy nghĩ cảm xúc của cái bà mẹ chồng đó sẽ ra sao. Thì tất nhiên là chuyện xảy ra không bao giờ là lỗi của một người, bà cũng có cái sai, cậu chồng trẻ tuổi kia cũng vậy. Tuy nhiên là cái động lại sau đó là gì á, thì nó mới là cái vấn đề khó gỡ từ cho cái phía cái cô gái trẻ kia kìa. Thì khi mà cái cơn giận dỗi của hai vợ chồng qua đi á, nghĩ lại cái cảnh mà có khả năng phải đẻ con, rồi ôm con, nuôi con một mình, rồi cũng biết là mình đã sai, thì cái cô gái trẻ đó tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc để hàn gắn, học cách hàn gắn lại với hôn nhân với chồng ha. Thì nói thật là chỉ vì vài cái tin nhắn ám ảnh kia mà cái hành trình kết nối lại với chồng á, thay vì là ở người khác trong cái hoàn cảnh kiểu vợ chồng trẻ cũng mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu kiểu kiểu vậy á, thì nó cái mức độ khó nó chỉ nằm ở mức 3 thôi, và trong vòng 1-2 tháng là giải quyết êm thấm xong. Thì cái vụ hòa giải mà xóa được ác cảm của chồng với mẹ chồng của cô gái này á, nó khó lên gấp 10 luôn. Thì bản thân tôi là phải đi kèm và hướng dẫn từng bước một,
cho cái cô gái này mà cũng phải mất hơn cả nửa năm trời mới đưa được cô ấy về lại với chồng, hàn gắn lại trong một cái tư thế cân bằng để xây dựng lại được hạnh phúc. Đó, tôi kể dông dài chi tiết hai câu chuyện ở trên là để các bạn hiểu rằng là mấy cái tin nhắn mà bạn bắn ra trong cái lúc nóng giận nó có thể gây ra tác hại như thế nào. Bài của tôi phân tích thì tập trung vô những cái chuyện gia đình. Tuy nhiên là bạn hãy nghĩ và liên hệ với những cái chuyện khác trong đời sống hàng ngày luôn nhé. Trong công việc cũng vậy, trong việc bạn đối xử với đồng nghiệp cũng vậy, bạn đối xử với bạn bè cũng vậy ha. Thì trong ngành luật nó có một cái câu là án tại hồ sơ, là cũng mang cái ý nghĩa này nè. Thì trong cuộc sống có những chuyện xảy ra giữa hai người mà nhiều khi chỉ có hai người biết, hay là cũng không ai xác nhận được cái việc đúng sai của chuyện đó nó là đến mức độ nào. Hay sau đó người đó có thể đã quên, bạn cũng đã quên chi tiết ha. Nhưng vấn đề là khi bạn bắn ra mấy cái tin nhắn bộc lộ những cái cảm xúc xấu đủ loại của mình như thế, thì nó có thể sẽ là bằng chứng chống lại bạn một lúc nào đó sau này. Như cái chuyện cô vợ kia kìa, đâu ai biết anh chồng đã gây ra cái chuyện gì để mà cô ức chế đến độ nổi khùng, chửi búa xua kiểu kia luôn ha. Hay cái chuyện cô gái trẻ kia là đâu ai biết là bà mẹ chồng đã bắt bẻ hay là dạy dỗ cô kiểu khó chịu đến mức độ như thế nào để mà cô phải nổi cơn bực tức mà nhắn lên như vậy. Nhưng nếu người ta chỉ nhìn và đọc cái đống tin nhắn của các cô chửi chồng, chửi mẹ chồng như thế, thì đảm bảo rằng là có hỏi cả 100 người thì chắc cũng phải hết 99 người biểu là trời, thấy cái cô là không có chấp nhận được, rồi khuyên chồng các cô là bỏ quách các cô đi. Các bạn có biết là tin nhắn là cái thứ nó bị lưu lại, nó có thể được lan truyền, nó bị nằm đâu đó lâu lâu, cho đến khi người nhận chủ động bị xóa đi thì nó mới mất đi. Thì có thể là sau cái đợt gây gỗ ồn ào đó, hai vợ chồng vẫn huề lại và sống tiếp. Nhưng đến một lúc nào đó chẳng may là người kia lạc lòng lỡ bước gì đó, hay là một cái kẻ nào đó muốn phá nhà bạn đi, rồi đâm chọt gì đó đi ha. Thì có phải lúc đó đó, cái kẻ lạc lòng lỡ bước làm sai đó đó, mặc dù là họ không phải là không biết là họ sai đâu nha, nhưng mà họ sẽ quay ra dựa vào những cái điều trong tin nhắn mà bạn đã gửi từ trước đó để làm lý do. Mà về họ nói với mẹ họ, đây mẹ coi nè, vợ con mà nó hỗn láo với con vậy thì làm sao con ở tiếp được với cô ta ha, hay là cô ta đâu có yêu thương gì tôi đâu, cô ta như vậy đó thành thử tôi mới không thể sống được mà đi quen người khác, hay là ủa trước giờ cô chính cô nói cô đuổi tôi đi mà thành thử giờ tôi đi cho cô vừa ý là cô còn muốn gì nữa đó. Thì lúc đó với những cái bằng chứng kiểu vậy á, thì ai đó mà muốn bênh vực bạn thì cũng rất là khó. Bạn tự nhiên từ người đúng trở thành người sai, nó không hay tí nào hết nha. Bởi vậy đừng có dại dột để mà gây ra cái kiểu mà án tại hồ sơ như vậy, không có lợi cho mình ha. Thì ở đoạn đầu podcast tôi phân tích tác hại của cái việc sử dụng tin nhắn trong cái việc thể hiện cảm xúc xấu rồi ha. Thì bây giờ tôi đi tiếp là các bạn nên sử dụng tin nhắn trong những trường hợp nào thì tốt nè ha. Thì khi giao tiếp với bạn đời á, các bạn hãy khôn ngoan sử dụng tin nhắn trong những cái trường hợp đúng cần dùng đến nó mà thôi. Trường hợp đầu tiên, đó là bạn nên dùng để chuyển tải những cái lời ngọt ngào, những lời yêu thương, những lời nhớ nhung, những lời khen ngợi, những lời đề cao, những lời tự hào. Tóm lại là những thứ mà lâu lâu người kia có mở điện thoại lên, có lục ra coi lại á, thì họ ngay tại thời điểm họ nhận họ vui, sau lâu lâu mà họ có lục lại họ cũng sướng âm ỉ trong lòng ha. Đó chính là cách để xây dựng lại cái cảm xúc tốt về nhau. Cái vụ này là rất là nhiều bạn dở là dở nè. Hỏi sao không nói chuyện với chồng với vợ ngọt ngào chút đi, thì bảo là có chuyện gì để nói đâu. Ủa chứ hồi xưa các bạn yêu nhau thì nói chuyện gì? Nói quá trời nói, nhắn tin sáng đêm mà sao giờ lấy nhau về cái là tự nhiên cái cắt cụp luôn cái vụ ngọt ngào yêu thương nhớ nhung này. Suốt ngày nhắn qua nhắn lại toàn mấy cái chuyện báo cáo, chuyện bỉm sữa, chuyện ăn, chuyện ị của con, rồi đến chuyện tiền đâu, hoài như vậy. Đó là chuyện về chủ đề ha. Thứ hai nữa là chuyện là nhiều bạn nói là em thấy ngại quá chị, thấy nói vậy thấy nó sến như quê. Đó, đúng là nếu như mà bạn đã bỏ cái thói quen này quá lâu á, thì bạn sẽ thấy khó làm. Và nhất là làm đột ngột quá thì cũng sẽ làm cho bên kia nghi ngờ và khó hiểu. Do vậy là muốn làm cho đúng cách thì phải học, phải thông tư tưởng của mình trước, rồi thì hành động của bạn nó mới phù hợp được. Thì bạn nào là học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc á, thì sẽ học và hiểu kỹ hơn về chuyện này, thì bạn sẽ biết cách để làm đúng và thấy nó dễ hơn ha. Còn nói chung là các bạn chỉ cần ráng nhớ là ai thì cũng thích đồ ăn ngọt ngào, thơm ngon, nóng sốt hơn là những cái thứ mặn chằn, chua chát hay đắng ngát, đúng không nào? Đường phèn cũng rẻ lắm mà, bỏ thêm chút đường vô trong các lời ăn tiếng nói của mình với bạn đời đi, rồi bạn sẽ nhận lại được những cái điều ngọt ngào khác đổi lại. Có khi bạn bỏ ra đường phèn nhưng mà bạn nhận lại được mật ong xịn luôn đó.
Thì đó, thì nếu bạn là học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc á, mà học và hiểu về ngôn ngữ tình yêu của nhau á, thì có khi là bạn sẽ biết rằng là nếu bạn đời của bạn mà có ngôn ngữ tình yêu là lời nói, thì cái việc mà bạn dùng những cái từ ngữ xấu trong những giao tiếp với họ đó chính là cách mà làm cho họ cạn kiệt tình yêu với bạn nhanh nhất. Thì đừng có suy nghĩ đơn giản cái câu chuyện giao tiếp này ha, và bạn hãy tập làm cho tốt từ những cái việc nhỏ nhất. Rồi một cái trường hợp thứ hai mà bạn nên dùng tin nhắn, đó là khi bạn cần dặn dò bạn đời mình cái chuyện gì đó, đặc biệt là liên quan đến mấy chuyện mấy ông chồng ha, dặn ổng làm một cái chuyện cụ thể A, B, C gì đó rõ ràng cho gia đình, hay là kiểu có phân công công việc là ổng phải làm chuyện A thì mình sẽ làm chuyện B, thì các bạn nên sử dụng phương pháp tin nhắn để nhắc nhở và lưu lại. Mục đích là gì? Là để cho bên kia khỏi quên, hay là khỏi có kiếm cớ viện lý do là quên. Nhất là mấy ổng đó, hở chút là quên xong là bị nhắc thì lại trách móc là sao không nhắn trước, rồi không nhắc lại, là tôi bận làm sao tôi nhớ nổi ha. Thì lúc đó mất công lại cãi chày cãi cối chuyện lỗi phải thuộc về ai, rồi tại sao lại rồi như thế, nó tùm lum, nó thành ra một cái nguồn cơn mâu thuẫn mới nữa. Thành thử bạn có gọi điện chặn ổng là anh ơi chiều nay em mắc họp nha, 3:30 anh nhớ đón con giùm em. Xong cuộc nói chuyện thì gần 3 giờ gì đó nhắn một cái tin, anh ơi anh hứa với em 3:30 đón con, anh nhớ đừng quên nha. Rồi nhớ là như vậy, phân công ra thì là nhắn tin một tiếng đi. Rồi trường hợp thứ ba là bạn nên dùng tin nhắn khi nào báo cáo về một cái việc gì đó mà mình đã hoàn thành cho bên kia, cho gia đình, đặc biệt là những cái chuyện liên quan đến cái phía bên nhà của họ ha. Thì báo cáo nó mang tính chất cập nhật thông tin vui vẻ thôi, chứ không phải là kể công hay là dằn mặt gì đâu ha. Thí dụ như là à, chồng ơi vụ xin trường của Bin em lấy được hồ sơ rồi ha, hay là vụ đi khám mắt của ông nội em hẹn được bác sĩ quen rồi, chồng đừng lo ha. Rồi vụ sinh học của con chị hai em lo xong luôn rồi chồng à. Mục đích của việc này là gì? Là để cho bên kia thấy họ có cái người đồng đội tốt, cũng gán đáng gánh vác giúp họ trong các vấn đề, giải quyết những cái vấn đề của cuộc sống. Đặc biệt thì đàn ông thì họ thích có vợ làm nội tướng như vậy. Thì rất nhiều đàn ông cứ hay có cái suy nghĩ chủ quan rằng là vợ mình quanh quẩn ở nhà chứ có làm gì đâu. Họ chỉ nhìn thấy cái trách nhiệm kiếm tiền của họ là họ nghĩ họ lớn rồi, đúng không? Đó. Nhưng mà chuyện bạn báo cáo như vậy, nó vừa là cái chuyện cập nhật thông tin, nó vừa là cái đề tài chia sẻ giữa hai bên, vừa giúp họ hiểu ra rằng là có muôn trùng thứ trong gia đình này bạn phải làm, chứ không phải đương nhiên là mọi chuyện trong việc trong nhà nó tự suôn sẻ được. Thành thử là có gì thì bắn một câu nói một tiếng đi, chứ đừng đợi ổng đi về tới cuối ngày rồi, hay là cái chuyện nó làm xong xuôi đâu hết rồi. Thì thứ nhất là ổng không được cập nhật thông tin là bạn đã làm xong, thứ hai đến lúc mới có khi xong việc rồi ổng lại bảo là ủa sao không báo cáo gì qua mặt tự ý làm hay là cái gì đó, nó cũng không hay nữa ha. À, một trường hợp nữa liên quan đến việc nên dùng tin nhắn, đó là khi có những cái chuyện liên quan đến tiền bạc chung của gia đình, hay là việc chuyển tiền từ bạn hay là người bên phía nhà của bạn qua cho bên kia, hay là góp vô mua bán cái gì đó, thì cứ nhắn cái tin lưu lại đi. Ví dụ hôm nay ông ngoại vừa chuyển cho tụi mình khoảng 50 triệu mà hôm trước anh đã hỏi vay để mua xe ha anh ha. Ông ngoại chuyển rồi, ông ngoại chuyển vô tài khoản của em ha. Đó, hôm nay anh nhớ nha. Rồi, tiền nợ thẻ tín dụng của nhà mình em vừa thanh toán xong rồi ha. Rồi, cái vụ khoản vay của anh A hôm trước 20 triệu đó em vừa mới chuyển trả giúp anh rồi, anh lưu lại để kho sau khỏi phải trả trùng. Đó. À, rồi hôm nay em vừa mới chuyển cho anh cái phần 50 triệu của cái phần góp vô cái phần đặt cọc mua đất đó. Đấy. Thì mấy cái chuyện này nè, nó cực kỳ quan trọng, bởi đó là bằng chứng nhiều khi bạn phải cần dùng đến nếu như có lỡ những cái phát sinh tranh cãi gì đó giữa hai vợ chồng hay là giữa gia đình các bên về cái chuyện này. Tóm lại là những gì thuộc về dữ liệu thực tế và cảm xúc tốt thì bạn mới nên truyền đạt bằng phương pháp tin nhắn kiểu này để có gì còn lưu lại. Chứ còn mấy chuyện thuộc cảm xúc xấu như là bất bình về điều A, B, C gì đó của họ, hay là chuyện căn vặn đúng sai lỗi phải, hay là chuyện cần phải có trao đổi qua lại làm rõ thì mới biết là có nên có thái độ ứng xử và hành động tiếp sau đó sau đây á, thì bạn nên sử dụng cái kiểu nói chuyện trực tiếp thay vì là tin nhắn. Thì khi bạn là học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì bạn sẽ được chỉ dẫn các kỹ thuật nói chuyện phù hợp tâm lý, dạng như là cách nói 3 câu hay là dùng kiểu nói chuyện là sandwich express hay là I statement gì đó. Thì trong các bài 16-17 về phần giao tiếp của liệu trình hồi sinh hạnh phúc sẽ hướng dẫn. Thì những cái điều đó nó sẽ giúp bạn cái cách nói chuyện phù hợp để diễn tả được đúng cái tâm trạng của bạn và hạn chế không có gây ra cái cảm xúc xấu cho bên kia.
Nhưng mà những cách đó thì sẽ giúp nhiều hơn khi cách diễn tả nó qua cái cách nói chuyện trực tiếp. Chứ còn diễn tả cách mà bằng tin nhắn á, thì dù gì đi nữa, nhất là bạn nếu như đang thể hiện cái sự bất bình, không đồng ý về điều gì đó từ phía bên kia, thì rõ ràng nó cũng là những thông tin mang tính chất không có tích cực. Vậy nên là chẳng thà lựa thời điểm thích hợp, không gian thích hợp, lựa từ ngữ phù hợp xong thì nói ra rồi ít phút sau cả hai bên nó cùng quên đi cái chuyện đó ha. Chứ bây giờ bạn ngồi đó bạn quăng tin nhắn qua khi mà bạn không biết chắc rằng là cái tâm trạng người bên kia lúc mà họ nhận cái tin nhắn đó, đó họ đang như thế nào, họ đang có những cái gì khác tác động nữa không, thì có khi là cái cảm xúc bực bội của họ nó bị cộng hưởng mà nó xấu lên thêm. Chẳng hạn chồng đang bị sếp dí, chưa xong việc bù đầu bù cổ, tự nhiên nhận tin nhắn của vợ la lối vụ quên sao quên mua sữa cho con, rồi sao mà chuyện của mẹ chồng em đã nói anh rồi mà tại sao anh không nói lại mẹ đó, thì có phải là làm ông chồng điên máu lên thêm không? Rồi những cái điều mà trong tin nhắn đó nó bị lưu lại thì lâu lâu có chuyện gì thì nó lại bị khui ra, rồi cái cảm xúc xấu của người nhận nó lại bị đánh thức thì nó lại không hay. Thành thử rồi đã sẵn vậy trong lúc tức tối thì nhiều khi xưng hô nói tung lung tung bậy bạ như cái kiểu hai bạn kia nữa thì rõ ràng là cái hậu quả nó càng bậy hơn nữa ha. Rồi trong một trường hợp nữa đó là những cái chuyện mà thuộc dạng chưa rõ ràng. Tôi kể ra một cái ví dụ từ một cái trường hợp thực tế của một bạn học viên hồi sinh hạnh phúc ha. Là bạn thấy khó chịu khi thấy bạn gái cũ của chồng cứ liên lạc hoài à, mà bạn muốn chồng phải hạn chế điều này. Bởi vậy bạn tính nhắn tin cho chồng, nói với chồng là sao anh kỳ vậy? Sao cứ liên lạc với cô kia hoài vậy? Em muốn anh là phải cắt đứt cái chuyện liên lạc với cái cô đó. Bây giờ mà tự nhiên bạn nhào, tôi mới nói giải thích cho bạn là em tự nhiên em nhào vô nhắn như vậy nó không hay hết. Bởi vì tự nhiên em trách chồng khi mà em chưa biết là cái chuyện liên lạc này nó là do chồng chủ động hay là do cô kia, hay là chồng bị động hay là do cô kia của có việc thật sự của cần nhờ ha. Rồi tự nhiên chồng nhận tin nhắn như vậy thì chồng sẽ thắc mắc là ủa sao em biết được cái vụ liên lạc giữa hai người kia của họ. Thế là có khi ổng sẽ quay ra bắt bẻ ngược lại em là có phải là bắt em giải thích là làm sao em biết được cái vụ liên lạc này. Có phải là do em tự ý kiểm soát hay là em tự ý lục điện thoại của ổng không? Đó. Thì có khi là chuyện nó sẽ thành ra cái vụ gây nhau không phải bởi vì cái chuyện cô bạn gái cũ, mà nó lại là chuyện gây nhau về quyền tự do cá nhân, về việc kiểm soát và không kiểm soát, hay là việc mất lòng tin gì đó, đủ thứ chuyện khác hết. Hoặc là nếu trong trường hợp mà ổng hiền lắm á, thì có khi ổng không gây nữa, nhưng mà ổng cũng sẽ ôm cái cảm giác khó chịu đó trong lòng. Ổng sẽ thấy là bạn làm sao mà vô lý quá đi khi mà bạn nghi ngờ ổng, chẳng hạn như cái việc liên lạc đó không phải là do ổng chủ động mà nó cũng không có cái mục đích gì đó hết ha. Đó, rõ ràng là cái cảm xúc xấu không à. Đấy, thì thế nên là đối với những chuyện kiểu như vậy á, thì bạn đừng dùng tin nhắn, mà bạn hãy lựa làm điều đó bằng một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, có cái sự khơi gợi đúng lúc, đúng thời điểm rồi mới nhắc đến. Chẳng hạn như là sau một lần bạn trực tiếp thấy là cô kia gọi điện đến đó, thì lúc đó bạn hãy hỏi cái câu khơi gợi rồi bạn đo lường cái phản ứng của chồng sau đó cái đã. Ủa anh, chị đó có việc gì mà lại liên lạc với anh vậy? Đó, bạn cứ hỏi thử đi coi ổng giải thích ra sao. Rồi sau đó bạn mới dẫn dắt tiếp. Nếu mà bạn được học cái kỹ thuật giao tiếp tức là em tôn trọng cái điều đó nhưng mà em nghĩ gì vậy đó. Lúc đó bạn mới dẫn tiếp về cái điều mà cái hướng mà bạn muốn được. Thì các bạn hay nói với tôi là em muốn dùng tin nhắn vì em sợ nói chuyện trực tiếp thì không có kiểm soát được cảm xúc rồi lại hay nói lan man ra. Thì cái chuyện kiểm soát cảm xúc á, thì nó là một cái chuyện khác. Dù bạn có sử dụng tin nhắn hay là bạn nói chuyện trực tiếp thì bạn đều phải học cách điều khiển bản thân mình. Không phải bạn nghĩ rằng tin nhắn thì sẽ dễ kiểm soát hơn đâu. Bởi vì tin nhắn hay lời nói thì nó đều là hành động. Nếu suy nghĩ của bạn sai, cảm xúc của bạn sai thì tin nhắn hay lời nói đều sẽ chuyển tải sai hết. Thành thử muốn có một cuộc trao đổi nào đó đạt mục đích của mình thì bạn phải hiểu rõ tâm lý của chính bạn, của người kia, và bạn dự đoán cái diễn biến cảm xúc và phản ứng của mỗi bên rồi thì bạn chuẩn bị sẵn. Thì nó cũng giống như khi là bạn cần phải đàm phán trong kinh doanh, hay là bạn khi bạn ký kết hợp đồng hợp tác vậy đó. Thì lúc mà bạn chuẩn bị rồi thì bạn có khả năng dự đoán được cái kết quả thành công của mình nó đến được cái mức độ nào, đúng không? Chứ nếu mà bạn cứ hành xử bản năng, hay là bạn thích lên là nói cho đã miệng, hay là bực lên là bạn nhắn tin cho xả giận, thì với những cái đặc điểm khác biệt về tâm lý giữa hai phái nam và nữ khác nhau á, thì hai bạn rất là dễ suy diễn rằng là bên kia đang giẫm đạp vào những cái nhu cầu tinh thần của chính bạn,
rồi từ đó là tạo ra những cái dấu hằn khó sửa mang cái tính chất tiêu cực trong cái mối quan hệ của hai bạn và đẩy hôn nhân càng lúc càng rơi vào cái vòng xoáy quán tính xấu. Thì thông qua cái podcast này á, tôi muốn nhận các bạn một cái chuyện cụ thể, đó là đừng dùng tin nhắn cho những chuyện cãi nhau, hay cũng đừng dừng nó để thể hiện những cái cảm xúc xấu của mình về phía bên kia. Cần thì hãy nói trực tiếp đi, bởi vì lời nói gió bay và dễ quên. Chứ mà là đã tin nhắn thì còn nằm đó, lâu lâu có khi là có chuyện là lại bị lôi ra làm bằng chứng cho những cái lúc không điên khùng, không có kiểm soát được cảm xúc của bạn hay là của cả hai đó. Thì lúc đó cái chuyện nó gọi là quê lâu khó què là vậy đó ha. Thì các bạn mà áp dụng lời dặn theo cái hướng dẫn này thì sẽ giúp bạn được chút ít trong cái việc là không gây ra những cái điều có thể có hại cho bạn sau này. Còn nếu mà bạn muốn tìm hiểu cách để chỉnh sửa lại toàn diện cái vấn đề giao tiếp giữa hai vợ chồng, hay là bạn muốn là người chủ động điều khiển được mối quan hệ vợ chồng tốt lên theo ý mình, hay là bạn thật sự muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc dài lâu trên tất cả mọi mặt á, thì bạn hãy tham khảo thông tin về liệu trình hồi sinh hạnh phúc 28 ngày của chúng tôi nhé. Thì video chi tiết giải thích về liệu trình hồi sinh hạnh phúc tôi có để ngay bên dưới cái phần mô tả cho cái podcast này này ha, cũng như ngay tại website hồisinhhạnhphuc.com. Nếu bạn đang có những cái vấn đề băn khoăn về hôn nhân của mình và bạn cần được tư vấn để định hướng chỉnh sửa ra sao, thì có thể đăng ký 30 phút tư vấn miễn phí với tôi tại cái form đăng ký tư vấn ngay tại website hồisinhhạnhphuc.com nhé. Thì podcast này đến đây là hết. Tôi là Lina, hẹn gặp lại bạn tại liệu trình hồi sinh hạnh phúc hay tại các podcast khác tại kênh Lina này. Bạn nhớ đừng quên bấm nút đăng ký kênh nếu bạn chưa làm nhé.